chép ra rời hình thù như một con cóc đây, em hay gọi là chép cóc. PT6 độ trở kháng là 8 ohm và công suất là 50W, rất là phù hợp để mình cấy ghép thêm vào với những cái đôi loa nhà mình nghe mà nó thiếu đi cái giải âm cao, âm sắc cao đấy, chép ấy, thì cái đôi này rất là phù hợp. Đặc biệt là giá thành thì cực kỳ rẻ và độ hoàn thiện tương đối tốt, về hàng là hàng made in Việt Nam. Và đây em đã ghép sẵn đây. Hai kèn thì được bằng đồng vàng bóng lọn nên rất là đẹp, độ hoàn thiện tuyệt vời. Các thông số thì ghi tất đằng sau đây. Đây, PT6 ấy. Được những cái này, những cái thông số này nó in bằng nhôm nổi nhá. Không ngờ nó lại làm hoàn thiện tốt như vậy. Chất lượng này. Ngoài thì nhựa cái dạng màu đồng nâu, đồng đất ấy. Trước thì là đồng vàng. Sang trọng, sang chảnh. Em sẽ tăng lên nhé, tăng volume lên cho các bác nghe để thẩm định. Dòng này thì đấu ghép rất đơn giản, mình chỉ lấy tín hiệu sau cái loa của mình nghe đưa vào đây. Đây là cái này đỏ này là dương, ở dưới là âm, nó có đánh dấu ấy, đỏ và đen. Và đặc biệt giá thành thì vô cùng hợp lý, không có quá cao để mình sử dụng. Còn về cái dòng chép rời này cũng có rất nhiều các hãng nổi tiếng làm, kiểu như cái dòng như hãng Tannoy ấy, nó làm cái đôi chép tính ra mấy chục triệu, 60-70 triệu đôi chép, nhìn gớm mặt luôn. Cái này đấy mấy trăm nghìn, vâng mấy trăm nghìn là sở hữu được rồi. Cái này vứt ra đường ô tô chèn không vỡ được, vỡ vẩn nó chèn một cái nhọn này còn bục vỡ lốp đấy. Cao con quật mấy trăm nghìn một một buổi ngồi uống bia buổi chiều thôi. Bớt đi các bác, các bác sẽ có được đôi chép này. Hoặc là sâm liêng mà các bác đánh liêng, các bác chỉ liêng một phát. Các bác mua vài chục đôi này, rất đơn giản, tinh tế, đẹp mắt, vừa trưng bày vừa để hỗ trợ nghe nhạc. Cực đẹp luôn. Vâng, em sẽ dừng video vì con chép này nó cũng thông số nó sẽ là 8 ohm, trở kháng 8 ohm và 50W. Vậy thôi, made in Việt Nam. Và độ hoàn thiện thì tương đối tuyệt vời, khỏe khoắn toàn bộ bằng đồng hết. Bên trong thì em cũng không tiện mở ra, bởi vì mở ra nó cũng có cái gì đâu. Có những cái cấu thành để được thành luôn chép thôi. Rồi bên em về rất là nhiều. Về là, thứ nhất là để trả hàng cho các bác khách hàng đã đặt hàng của chúng em suốt thời gian vừa qua mà chưa hàng chưa về được. Cái thứ hai là để em đưa ra thị trường cho các bác nào có nhu cầu với cái dòng này. Nhu cầu với những dòng này thì hãy nhanh tay đặt hàng mà để nhận được những cái ưu đãi nhé. Dạ, đợt này chúng em bán giá rẻ luôn, sập sàn luôn, để các bác tiếp cận để sở hữu được các sản phẩm gọi là các phụ kiện để hỗ trợ cho ta được cái trải nghiệm tốt hơn. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ạ.